này khi mà sử dụng thì em sẽ ghim điện lên thế nè. Rồi. Hôm nay trên cái máy nó sẽ có hai nút nè. Rồi. À, nếu mà nút đèn bấm đầu tiên đèn tự đổi màu nè. Còn muốn thích màu gì cứ bấm qua tới nút đèn ha. Còn nút hẹn giờ bấm đầu tiên thì máy phun đúng 1 tiếng hồi nó tắt. Còn bấm cái nữa là phun 3 tiếng hồi ngắt. Bấm cái nữa là phun 6 tiếng. Cái này nó có hai cái nút nha. Bấm cái nữa là phun nào cạn nước mới ngắt. Rồi. Còn bấm cái nữa là phun gì nào cạn nước trong máy ngắt. Ê lột tắt rồi không? 1 tiếng nè. Không có cái đèn ha. 3 tiếng, 6 tiếng. Ô lần nào cạn nước tắt. Không xài đèn đừng bấm nút đèn. Xài đèn thì bấm đầu tiên thì đèn sẽ tự đổi màu. Em để đây cho nó. Thấy không ta? Em thấy không? Cái nước xuống. Bạn chưa kịp nào. Có thằng cái điều khiển nha. Trong sách sẽ có sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt nè. Về thì có thể tham khảo thêm. Thằng cái điều khiển đây. Khi xài điều khiển thì rút cái nắp chặn pin này ra. Trên điều khiển mình cứ dơ về hai cái nút đó đó. On off là tắt mở máy. On là mở máy. Hẹn giờ. Nói chung là trên đó nó giống như gian hai cái nút trên đó đó. Nếu mình muốn chạy tới đâu thì mình cứ bấm ha. Nút đèn. Đèn bấm đầu tiên, đèn tự đổi màu. Nút đèn thì mình chọn màu thì mình có thể mình bấm trên đây ha. Tức là mình đổi cái màu khác mình muốn. Còn hoặc là bấm trên đây. Cái nào cũng được. Rồi. Nút bitmon là phun lớn nhỏ. Còn nữa còn dạy chức năng nữa. Còn nút enter là phun ngắt quãng. Ví dụ như anh đổ 2/3 nước trên đó đi là phun liên tục tầm khoảng 8 tiếng. Nhưng mà chuyển sang chế độ phun ngắt quãng thì phun tầm khoảng 16 tiếng hết nước. Chút phun chút không. Chế độ này là dành cho khi mà lỡ tay chế nhiều tinh dầu quá. Bấm bình thường lại là liên tục khi mà bấm ngắt quãng thì nó sẽ chớp cái đèn này. Để ý nha. Rồi, bấm liên tục lại là bấm nút continue trên đây. Trên máy sẽ không có cái chức năng đó. Trên remote có nha. Rồi, vậy được nha. Này hay bạn đẹp này chạy khá xa lắm. Rồi tắt nha. Nhớ